tiếp theo là bài quy trình lau ly. Đầu tiên là chúng ta phải nấu nước sôi trước cái đã. Nấu nước sôi trước đã. Sau khi nấu nước sôi xong thì chúng ta phải dùng một cái cây nấu hoặc một cái ly nào đó. Nếu trong quầy bar có gì thì ta tận dụng cụ thể đó. Mình chế nước sôi Yaka. Cách lau ly như thế nào? Đây là một loại ly có chân ha. Ly này gọi là nãy các bạn đã biết là ly coco. Thì đầu tiên mình bỏ cái khăn vô trong. Bỏ khăn vô bên trong cái đã. Rồi khi mình lau thì ta trái chúng ta kẹp vô cái ly. Muốn chúng ta xoay đều lên. Ngón cái lúc nào cũng nằm trong chính giữa, còn bốn ngón kia ở bên ngoài. Mình xoay đều ly nha các bạn. Chứ không phải là bóp cái ly. Nếu mình bóp cái ly thì cứ ngay cái hành ly nó bị bể. Thì bị bể thì lúc đó như thế nào? Thì lúc đó nó sẽ bị đứt tay. Mình xoay đều, xoay đến nỗi như nào nó sạch thì thôi. Đây là ly có chừng ha. Khi xoay xong, khi lau xong thì chúng ta phải co lại để trên hành kiếm. Co lại coi hết bụi hay chưa, coi nó bị ốm hay không. Giờ lúc chúng ta đặt xuống. Khi đặt xuống thì mình phải lấy cái khăn mình dịn ngay cái chân ly, ngay cái chân ly. Và mình máng lên lại cái chân ly. Sau đó mình để trên bàn. Rồi. Thì đó là những cách lau ly. Thì bây giờ quy trình lau ly như thế nào? Thì đầu tiên mình đã dốc nước sôi ra ca. Thì mình cầm cái ly mình chút ngược xuống ca để cho hơi nước bốc lên cái ly. Các bạn cái đó hơi nước đang bốc lên ly. Các bạn nhớ nha, hấp ly là mình phải nấu nước sôi. Thì cứ trung bình là khoảng từ 3 ngày trở lên là chúng ta phải lau ly một lần để cho ly tránh tình trạng ly không bị ốm. Đây ha, mình đã hấp ly các bạn ha. Mình tiến hành mình lau. Thì đấy, mình bỏ cái khăn vào bên trong cái ly. Rồi ngón cái thì lúc nào cũng nằm bên trong, bốn ngón kia nằm bên ngoài. Thì tay trái mình đỡ lên, mình xoay đều. Ở đây các bạn xoay nhớ nha, xoay đều cái ly, không được quyền bóp ly. Bóp ly thì ly sẽ bị bể, để sẽ đứt tay. Sau khi xoay xong, lau xong, các bạn để lên trên với bạn coi cái ly có bóp hay không, còn dính đấu hay không. Nếu còn bóp còn lỗ thì mình phải lau lại. Các bạn nhìn kỹ ha, ly là không còn bóp còn lỗ. Khi lau xong thì nếu trên quầy ly có kệ ly thì mình phải cầm ngay giữa cái chân ly, mình gieo lên hành ly. Còn nếu không có thì các bạn cứ để lại bên trong, mình để xuống bình thường. Đây, đây là ly có chân. Còn ly không chân thì như thế nào? Thì chúng ta cũng hấp ly, chúng ta cũng chồng ly xuống, chút ngược cái ly xuống để cho hơi nước bốc lên cái ly. Sau khi hơi nước bốc lên cái ly thì mình sẽ tiến hành mình lau ly các bạn ha. Rồi mình cũng nhét vô thẳng bên trong khăn vô ly, bốn ngón bên kia cũng nằm bên ngoài ha. Rồi tay trái chúng ta đỡ lên, chúng ta xoay đều cái ly. Các bạn xoay đều ha. Xoay xong và các bạn cũng coi cái ly có bóng chưa. Nếu bóng rồi không còn bị ốm thì chúng ta đã lau xong. Còn nếu còn bị ốm thì mình lau lại cho các bạn. Rồi xong mình để xuống. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài ngày sau.